phim hoạt hình Nhật Bản từ lâu đã được ưa chuộng ở khắp nơi trên thế giới. Và gần đây, Seiju chỉ những người lồng tiếng cho các nhân vật hoạt hình đang được người hâm mộ quan tâm và chú ý hơn cả. Tôi là một fan hâm mộ của Nozawa Masako, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Son Goku. Tôi theo dõi cô Harariko. Cô ấy lồng tiếng cho nhân vật Rocka trong Benji Dream. Và thế là Seiju ngày càng trở nên phổ biến và nổi lên như một công việc chuyên nghiệp. Nhiều trường đại học trên cả nước đã bắt đầu mở các khóa học dạy lồng tiếng phim hoạt hình. Trường Đại học Nghệ thuật Osaka có đào tạo cử nhân 4 năm chuyên ngành này. Các diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp là những thầy cô trực tiếp đứng lớp. Tôi lồng tiếng cho vai diễn nữ anh hùng trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Heidi, Girls on the Apps. Và đây là giọng của tôi khi lồng tiếng. Rất nhiều sinh viên thực sự muốn học và thực hành lồng tiếng phim hoạt hình một cách bài bản và chuyên sâu, chứ không hứng thú với công việc lồng tiếng chung chung. Chính vì thế, chúng tôi phải thiết kế và xây dựng những chương trình học riêng. Sinh viên sẽ được đào tạo, trang bị đa dạng nhiều kỹ năng cần thiết để lồng tiếng cho các nhân vật hoạt hình. Khả năng đọc những câu khó, phải uốn lưỡi rõ ràng với tốc độ đọc cao là một kỹ năng cơ bản. Sinh viên được học cách thể hiện phong phú các trạng thái cảm xúc một cách linh hoạt. Những sinh viên này phải sử dụng toàn bộ cơ thể để diễn tả tâm trạng đang bị kìm kẹt trong những cảm xúc cực đoan. Phim hoạt hình có rất nhiều tình huống, buộc diễn viên lồng tiếng phải luôn sẵn sàng diễn tả. Bạn cần trang bị những kỹ năng diễn xuất toàn diện như diễn viên bình thường trong các bộ phim người thật. Kakiuchi Harune là một trong những sinh viên trong khóa học Seiju. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào hình ảnh khi xem phim hoạt hình. Tuy nhiên, chính giọng lồng tiếng đã giúp nhân vật trở nên sống động hơn. Và khi tôi nhận thức được điều này, tôi đã nghĩ Seiju là một công việc thật tuyệt vời và tôi thực sự muốn trở thành một diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình. Diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình phải có khả năng đóng bất kỳ nhân vật nào, bất kể độ tuổi hay giới tính nào. Kakiuchi đã phải chăm chỉ, luôn trau dồi kiến thức và không quên luyện tập để có thể vào vai nhiều nhân vật với đa dạng màu giọng. Trong sản phẩm thu hoạch của lớp, cô được giao trọng trách đảm nhận vai chính. Đó là câu chuyện về một cậu bé nhút nhát gặp ma và một cô gái trẻ bị mất trí nhớ. Kakiuchi đang lồng tiếng cho cậu bé dũng cảm. Thật ra thì giáo viên cần tìm một diễn viên nam để lồng tiếng cho nhân vật này, nhưng tôi vẫn ứng cử xin đảm nhận nhân vật này. Và khi tôi được giao nhiệm vụ lồng tiếng cho nhân vật, dù rất hạnh phúc, nhưng tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi quyết tâm, luyện tập rất chăm chỉ, ngay cả khi đã về nhà, tôi cố gắng để không thất bại. Cô đang đảm nhận một nhân vật phức tạp, một nhân vật có tính cách nhạy cảm và sống nội tâm. Các bạn sinh viên này sẽ sớm tốt nghiệp và sẽ không lâu nữa, giọng của họ sẽ xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình.